đi. Huế. Không. Gần như là bọn mình từ đầu năm đến giờ mình bán là không biết bao cây luôn. Cây này. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cây này thì lúc mà nó rộ hoa ấy, mọi người nhìn trên cây nó đỏ au một màu luôn. Đỏ luôn, đỏ au trên cây luôn. Nhưng mà cây này thì nó hết vừa hết hoa rồi, nên là khi mà em quay lên live này, mọi người nhìn thấy nó không đẹp, nhưng cây này rất là hoa, khi nó lở hoa nó đẹp lắm. Anh Tuân đâu mình cũng không biết, chào bạn Đào Thoại. Cây này là 4 củ rưỡi các bạn nhá. Cảm ơn bạn Sky Khỉ đã thả tin thả like ạ. Cây như này là bên vườn mình bán là 4,5 củ ạ. 4,5 củ hoa hồng cổ Huế nhá. Bạn nào mà muốn biết mặt hoa hồng cổ Huế, mặt hoa như nào, mọi người có thể inbox vào lô ra. Số điện thoại mình để trên màn hình ấy, mình sẽ gửi ảnh mặt hoa cho, hoặc mọi người đánh chữ hoa hồng cổ Huế lên Google tra ấy, là nó sẽ ra mặt hoa cho mọi người. Đây là một trong những cây hồng có tông màu đỏ đẹp nhất. Tông màu của nó màu đỏ hồng nhá, màu đỏ lòng hồng ạ. Em ở gần Văn Giang, hôm nào em ghé xem được không ạ? Được nhé bạn nhé. Trước đại học thì học trường nào thế? Ngày trước mình học đại học thương mại nhé bạn nhé. Ngày trước mình học đại học thương mại, khoa tiếng Anh thương mại. Một năm lở quanh năm anh ơi. 35 ngày một lứa hoa. Alo. Anh nhìn thấy cái gốc đa cho anh ơi. Cái gốc đa ấy. Gốc đa này. Anh thấy có một cây mộc này, cả một cái cây quấn bao tải. Một cây mộc hương ấy, cả một cái cây quấn bao tải, cả cái bọn nhỏ nhỏ bên dưới ấy. Cái bọn nhỏ nhỏ thì anh nhặt lên xe 10 cây. Với cả cho cây mộc hương lên xe, với cả một cây hồng lên xe là xong. Đấy, đấy là đơn của anh, còn lại cái hồng nhỏ còn lại một nửa là của xe khác. Vâng vâng, anh bật video đi em ấy cho, em chỉ cho. Thì giới thiệu một đoạn bằng tiếng Anh đi. Em bây giờ tiếng Anh em quên hết rồi, không nhớ được. Ngày xưa em học khoa tiếng Anh thương mại, nhưng mà khi ra trường thì em lại đi phiên dịch tiếng Trung. Từng một thời gian làm phiên dịch tiếng Trung ạ. Cây này là 4,5 củ ạ. 4,5 củ, tiếng vợ thằng bán cây phải không? Phải là bạn bè lại nói cứ mày tao khổ thế. Lát nữa em quay mộc cho mọi người nhá. Chào con cái Thủy, em chào anh nhà vườn Việt Phát ạ. Đây là cây nhà em đánh cho khách là rất là đảm bảo luôn. Cây đánh cho khách cực kỳ đảm bảo luôn các bạn nhìn nhá. Cây nhà em là hàng trồng, hàng bầu, hàng bịch như thế này. Đấy, cây trồng hàng bầu, hàng bịch như thế này. Khi đánh lên, chỗ em trồng 1/3. Khi trồng cây là bọn em trồng 1/3 bầu chìm dưới đất, còn 2/3 bầu nổi lên bên trên. Thì khi đánh là bọn em sẽ đánh cả cái phần vầng đất này bên dưới này, đánh cả vầng đất này bên dưới thì cây nó sẽ không bị trột. Cây đảm bảo đánh là sẽ đảm bảo cho khách là giao hàng xa không bị trột. Hôm nay em đánh là giao cho khách ở Hà Tĩnh ạ. Anh khách ở Hà Tĩnh anh mua trồng cơ quan với cả trồng ở nhà, mua một cây mang về nhà, còn là hai cây trồng ở cơ quan. Hôm ý ông ấy cho nhân viên anh đấy, anh cho nhân viên gọi điện cho em. Anh ấy hỏi nhân viên nhà anh hỏi em là em thì cây hoa hồng như em là vanh gốc của nó như thế nào, thì em bảo vanh của nó vanh 11-12. Ông ấy có bảo vanh 11-12 có to bằng cái bát ăn cơm không? Hỏi em là to làm sao, là bằng cái bát ăn cơm. Có hỏi vanh 11-12 có to bằng cái bát ăn cơm không? Và anh ngày xưa anh học dốt toán à? Đúng rồi anh ơi, một cây mộc này mà cả một cái cây hoa hồng mà anh đang quay này lên xe này. Cây hoa hồng rồi anh quay sang cái bọn nhỏ đi. Đấy bọn này anh nhặt cho em 10 cây. 10 cây nhỏ này là đi Sóc Sơn. 10 cây nhỏ này anh nhặt cho em là đi Sóc Sơn này. Nhá, anh đấy là 10 cây với cả hai cây kia là xong, là hết đơn của anh rồi. Thì em nhắn địa chỉ của khách nhá. À hai cây này là mỗi cây là một đơn đúng không? Đúng rồi, một cây mộc mà đi Đông Anh. Còn cây kia là đi đi đâu nhỉ? Lập Thạch Vĩnh Phúc. Còn cây kia là con cây kia. Không 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 phải Lập Thạch đâu, em chỉ nhớ là Vĩnh Phúc là tí em gửi địa chỉ cho. Em đang phát like. Em đang phát like một tí em gửi địa chỉ cho nhá. Dạ. Cái hoa hồng này nó anh để nghiêng được không, bởi vì cao là không vừa. Được 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 anh ơi, để nghiêng để làm đều được anh nhá. Để nghiêng nhá. Vâng vâng vâng, ok anh. Ok ok. Thế nhanh nhá. Ok, anh bước lên xe em. Xin lỗi mọi người một tí nhá, em vừa có lái xe đến bốc hàng ấy mà em lại không có ở vườn, nên là em chuẩn bị cho nhân viên chuẩn bị cây hết rồi. Giờ anh ấy
ông chủ động nhắn tin vào cái phần số điện thoại em để đầu kênh ấy. Lát em ra em quay cho mọi người cái mộc hương nhá, cái mộc hương, cây mộc hương cho mọi người nhá. Tịnh Thù à, Tư Mã Tịnh Thù giỏi thế, em cảm ơn anh. Vì đây Phương 18 tuổi, con cái thủy mà mọi ngày vẫn nhắc đây à? Vâng đúng em nhá. Các bác xem like thả tim thả like tặng quà điên đảo đấy chứ nhở. Chẳng lẽ thả tim à, cảm ơn anh lành làm bằng ô tô đã gửi tặng em bông hoa hồng. Cảm ơn anh Lâm Quang 10 đã tặng em hoa hồng. Con gái thủy bán hàng đông khách nhỉ, em cảm ơn. Nả bục mặt ra. Chờ em nát nha các bác ơi, chờ em nát để em gọi điện xử lý cái việc này đã. Cảm ơn các bác đã xem like. Thủy trong huyền thoại được tiến làm lộ mặt. Mọi người mua hàng đi, ủng hộ đi để em có tiền đi đi tân trang nhan sắc rồi hôm nào rồi hôm nào em quay mặt lên cho mọi người xem. Những người lao động mới quý, đúng rồi bạn, các gạch sỏi đá ơi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bác Tài Nguyên đã chia sẻ like ạ. Cảm ơn bạn Khánh đã chia sẻ video like. Vợ Tư Mã sinh rồi còn để tu sửa. Sửa cho sinh nữa, sinh nữa chứ này. Tương tác chéo, cảm ơn bạn tương tác chéo. Em tắt like nhá, em tắt like trời ơi. Thôi, để quay hết cái cây này rồi tắt like, mấy người gọi điện. Có mấy lái xe họ gọi điện, họ giục đơn Hà Tĩnh đâu, đơn Hà Tĩnh đang đánh. Đơn Hà Tĩnh bây giờ đây, cây này là em đánh là để chuyển xe đi Hà Tĩnh này. Lái xe nhà xe họ đang giục em mà đơn Hà Tĩnh đâu rồi, chưa trở ra. Đầu cầu Hà Tĩnh chuẩn bị nhận hàng nha, đây là cây hoa hồng cổ Huế. Cây này em bán 4 củ rưỡi ạ. Có mộc, nát em quay mộc nhá. Đúng rồi, mạng nó đang bị chập chờn. Để em tắt like, nát ra em like mộc nhá. Nát ra like mộc sau vậy. Đợi em nát em tắt, em nát mọi người quay lại nhá.